chung lùng hai lô anh em, hai lô ba lô bốn lô nhóc lô luôn. Nay em review cái con CBR Honda CBR, xe khá là đẹp, khá là chắc. Dòng CBR này thì chạy hơi lắm nha anh em, chạy nó rất là đầm, rất là chuẩn, rất là ok. Rồi quay cái mặt em làm gì để em quay cái xe em review cho anh em xem nha, anh em đợi. Xe còn khá là mới anh em ơi, xe này phép bán giá 62 triệu. Anh em rút bộ thì bỏ vô 1 triệu nữa em rút. Anh em xem rất là mới nha. Xe này hợp nhìn nhan là không té ngã đổ anh em. Anh em xem đẹp nè. Nó ốp ốp bu còn không có vết chày nha. À có chày bên đây nha. Đấy. Cái này là chỉ là mấy miếng tem thôi. À, chày mấy miếng lăm nhăm chỗ miếng tem thôi. Xe này thì hôm chành nó gửi về gãy bà nó cái chiếu hậu rồi nha anh em, còn con cây thôi. Gương chiếu hậu đi gương chế đây nè em ơi, cái gương của nó nhìn cũng không đẹp gì không, về chế gương lên. Xe nó sao thì em bán y xì lì vậy đó. Xe vỏ gai zin đây, xe này cũng ít đi thôi, 11.291 cây. Ít đi chả có nhiêu. À quên đó, mình nổ máy. Sáu mươi hai triệu nha anh em. Hơi chắc rít, hơi chắc rít nha anh em. Cửa hàng đây, sẵn ở ngoài sân này quay cửa hàng luôn, quay ngã ba rồi cho anh em xem chơi. Cái đường này vô ngã ba kinh 8000 nha anh em. Đấy, địa chỉ bản hiệu đàng hoàng anh em. Hơi chắc rít nha anh em. Xe này anh em mua thì tiết kiệm một khoản kha khá ha, vài chục cũ so với xe mới. Cái dòng này xài anh em không mua xe mới chi đâu, phải khuyên anh em á, mua xe mới về lỗ lắm. Dạng như xe này anh em thấy đó, anh em trước mua lỗ rất là nhiều, chứ không phải vừa, lỗ rất là nhiều. Sam 8B1, mã số cũng dễ nhớ nha anh em, 50660, nạp đọc sao ta, 50660 à, 50660 rồi, là đọc gì dễ chịu hơn. Xe này thì đi hết chưa cháy cháu nha anh em, kể cả nhanh bọng rồi cũng còn đi hết. Cái này thì không có gì quay đâu anh em ơi, em thấy là chỉ có là xuống tiền thôi, chạy có chục ngoài ngàn có gì đâu quay, có chạy chút xíu bên tem thôi, xe không lỗi, quá mới. Rồi ok, anh em nào cảm nhận được độ mới của em nó thì liên hệ với anh em quay từng chi tiết cho anh em xem, từng A tới Z, máy móc sườn lốc còn rất là đẹp, chả có gì để quay hết. Chạy cặp vỏ còn, theo xe về khui, xe mới toanh. Đấy, máy im du và dù nha anh em. Rồi, chả có gì quay hết. Dành cho những anh em đam mê dòng mô tô á. Rồi cho em gửi con G15 luôn nha anh em. Gửi vô clip này luôn. G15 thì này cũng đi chả nhiêu. Đó, anh em dòm. Xe này thì cũng zin hết. Ồ, cái này chip anh em. 8.000 cây thôi. Xe này đi đúng 8.000 cây anh em. Xe này chỉ có chế đuôi thôi, ngoài ra là zin hết. Giá tốt cho anh em chơi 58 triệu, cái kia 62 triệu. Anh em nào muốn rút bộ thêm tiền vô
Rồi, anh em xem xong nhớ đăng ký kênh ha, nhấn bấm nút đỏ đăng ký kênh Phép Xe Máy nha anh em, để ủng hộ kênh ngày càng phát triển, cũng như anh em muốn cần tìm xe gì ở trên kênh Phép đều có hết. Rồi, Phép Xe Máy xin chào thân ái.